Ok, juntare in tubi. Ciao. Anco. Cin cin. Aiza. Fin. Im luôn. Mã không dám ăn, đuổi họ. Đây mình đang muốn đấu hậu, trắng đấu thì cũng hết lợi thế, có thể vào chiếu hoặc xuống chiếu. Khi đó mình sẽ lên hậu, xuống chiếu lên hậu. Vẫn muốn đấu. Như vậy là chạy. Chạy thì lại phải đuổi vào hậu đấy. Kinh. Quyết chạy bằng được. Ra đây thì đen thế ra đây. Ok, chiếu bắt hậu. Dễ thấy. Một nước dễ thấy. Vấn đề là đen sẽ đánh thế nào? Sẽ thành công xử lý khai cuộc quá hay. Chạy vua. Chiếu đây thì có thể lên mã. Chiếu tượng thì sao? Mã ăn. Lên mã đây. Đưa mã vào đây. Đuổi xem nào. Thành công bung quân ra thật là kinh khủng. Chiều đấy. Hay xuống nhỉ. Xuống vua đây. Đây tốt đuổi mã. Ăn vào được được đấy, để tốt đuổi má mình sẽ ăn vào tốt này, hậu ăn về hoặc vua ăn lên thì vào xe bắt đưa mã lên vào đây thì hậu sẽ ăn tốt này. Lên mã mà hay.
Với hậu. Tất nhiên nước tính lúc này mình đã tính rồi, khi mà ăn lên thì hậu có thể ăn vào đây. Đây, xe ăn lên mình sẽ bắt xe. Chết luôn. À không ra đây được. Về mã thôi. Chịu thua. Ok, chào bạn. Đây mình đang đấu đối thủ Ấn Độ. Ok, vẫn là khai cuộc quen thuộc. Lên tốt. Cũng lên tốt. Vào xe. Phen. Đưa mã lên. Ok, chúng ta thấy là nếu mình ăn tốt này thì tượng sẽ ăn vào đây. Bắt hậu. Ok, đây mình sẽ ra xe đi. Ra xe chiếm cốt C. Lên tốt. Bây giờ mình sẽ ăn vào mã để phá cấu trúc tốt của trắng. Mã ăn thì hậu ăn lên và đưa nốt xe ra. Ăn thôi. Lên hậu. Lên hậu. Okay. Mình sẽ đuổi. Lùi về một nước. Ok, giờ thì mình ăn tốt. Cái gì nhỉ? À, con chuột bị kẹt. Sao nhỉ? Ăn đấy. Cái xe ăn sang. Nước sau đấy mình sẽ lên tượng đây. Bắt mã này. Hay lên đây nhỉ? Lên đây thì phòng thủ chắc hơn. Ok, mình sẽ lên đây để ghim mã này. Xe bắt buộc sẽ phải đưa sang. Về mã.
Như em muốn đổi hậu. Mình ăn vào đây. Xe ăn lên. Tượng ăn hậu. Tốt ăn lên. Chờ thế nào. Xe ăn hậu ăn đây. Xe ăn lên. Chiếu. Về mã ok. Nước chiếu hết. Tuyệt vời. Okay, bây giờ có lẽ trắng đã nhìn ra rồi. Nhưng có lẽ là quá muộn. Có lẽ là quá muộn. Rồi. Chúng ta tiếp tục.